Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn nha. Thì hôm nay có cái dàn hàng rào, nói chung cái đây là nhà tư nhân thôi, nhưng mà đất nó hơi rộng nha các bạn. Đất đây hơi rộng xíu. Thì cái nhà bên kia là nhà nuôi yến đó. Bên kia là để nuôi yến. Còn cái bên đây là cái nhà ở nha các bạn. Nhà ở, nhà một lầu mà nhà máy Thái nha. Đó. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn, xem, rồi mình sẽ báo giá cho các bạn là cái khung hàng rào này là bao nhiêu mét nha các bạn. Đó, đây nhà ở nha. Mình nhìn các bạn nhìn tưởng đâu là, chắc các bạn nhìn các bạn tưởng đâu là trường học hay là cái gì đúng không? Nhưng cái này là cái nhà ở chứ không phải trường học gì hết nha các bạn. Đó. Cái khung hàng rào này là cái khung bao xung quanh đó là 4 vuông nha các bạn. Còn mấy cây đứng này là 24. Còn mấy cái họ văn này là bông gan nha các bạn nha. Thì đây, cái đây là hộp 4 vuông nè, còn đây là 24. Còn này là bông gan nha các bạn. Cái đây em mới sơn lót thôi. Sơn lót là ráp lên thôi, vài bữa nữa mình sơn lại là nó một cũng màu trắng luôn nha các bạn nha. Đó là sơn lại như sơn lót trước. Đó thì cũng mới ráp xong nha các bạn. Đó, mới ráp xong hết mới hàng rào đây. Đây có ba cái cổng nữa nha các bạn nha. Ở đây một cổng nè, chờ thợ hồ nó hoàn thiện xong rồi mình đo lại rồi mình sẽ lên cánh nha, chuẩn hơn nha. Đó, dưới kia một bộ nữa nha các bạn. Đó, dưới góc cuối là một bộ nữa, là ba bộ. Hàng rào dài không, đất ở đây rất là rộng nha. Nói chung là người ta tới ở thì đất nhà của người ta nha các bạn nha. Người ta tới ở nhưng người ta làm nhà nuôi yến luôn nha các bạn. Cái nhà trong kia là nhà nuôi yến, còn đây là nhà ta ở nè, nhà lầu, nhà mái Thái nha. Giờ mình đi vào vấn đề chính là mấy cái khung hàng rào đây á, là mình báo giá cho các bạn biết luôn là 800.000 một mét vuông nha các bạn. Đó, mét vuông có nghĩa ở đây là ngang bao nhiêu, rồi cao lên bao nhiêu, nhân là sẽ ra mét, rồi nhân cho số tiền. Đó là nó 800.000 một mét. Đó, rất là dài thấy không các bạn. Nó rất là dài, nó rất là dài. Mình xuống tới đây luôn nè. Hàng rào đây rất là dài nha các bạn. Cái bên kia là mấy cái khung hàng rào đó là mấy khung hàng rào cũ nha các bạn nha. Cái bên kia là khung hàng rào cũ. Đây là khung hàng rào mình ráp tới đây rồi nha các bạn nha. Là hết rồi nha các bạn. Đó. Còn mấy cái khung đây là mấy cái khung hàng rào cũ nha các bạn nha. Người ta tận dụng lại là mấy hôm là nó nằm ở mặt trước đây, giờ ta gỡ ra bên đây ta ráp lại. Còn cái đây là ta làm hàng rào lại hết luôn. Đó, cái đây là nhà mẹ của chủ nhân nè. Đó, của anh chủ đất này nè, nhà mẹ ảnh. Đó, còn nhà ảnh là đang xây á, dưới cái nhà yến đó của ảnh. Còn đây hàng rào nè. Đó thì video này mình ấy là mình kêu là cắt, mình tính là làm khung lên xong mình cắt bằng ở đây thôi, rồi mình đưa vô xong mình đóng sắt mình hàng. Nhưng mà chủ nhà người ta không chịu nha, người ta bắt là phải đục vô rồi xong rồi phong cái sắt vô trong đây nè. Đó, phong cái sắt vô nè, các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, phải con cái sắt vô như vậy nè, rồi bắt đầu mới hàng vô nha các bạn. Rồi xong vài bữa nữa tờ hồ người ta sẽ trám lại, rồi xong tờ sơn mới sơn qua nữa là xong nha. Đó. Tổng cộng là mình làm hết là 36 cái khung hàng rào như vậy nha các bạn. Nó đều nhau hết nha các bạn nha. Nó chênh lệch chỉ có một phân hai phân thôi, chứ không có chênh lệch nhiều đâu. Tại vì trong bản vẽ là người ta là làm ô đều nhau hết, chứ không có ô to nhỏ. Còn cứ cổng là chờ xong hoàn thiện rồi bắt đầu mình mới lên đo. Đó. Rồi. Còn cái nhà máy Thái, nhà lầu máy Thái kia thì làm cửa nhôm sinh pha nha các bạn nha. Đó,
Thì khi nào nó hoàn thiện xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì bây giờ mình mới gắn hàng rào xong thì mình quay hàng rào cho các bạn xem. Đó, còn cái trong xung quanh là người ta xây tường hết nha, xây bích tường hết nha các bạn. Đó, ta xây bích tường hết. Đó. Đó. Rồi các bạn nào mà xem video mà cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để mà ủng hộ cho mình nha các bạn, để mình có động lực ra những cái video mới hơn cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video cho mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.